Xin giới thiệu với cả nhà, đây là cây sâm đất cả nhà nhé. Khi các bạn trồng cái cây sâm đất này thì các bạn vừa có rau ngon để ăn quanh năm này, vừa làm cây thuốc đa năng cho cả nhà. Với cái dòng rau sâm đất này thì các bạn có thể chế biến được rất là nhiều món ăn như là luộc này, xào tỏi này, nấu canh sườn này, với cái hương vị rất là lạ, ngon và kích thích việc tiêu hóa. Thì cây sâm đất thì còn có tên là cây sâm thổ cao ly, là loài thân thảo. Đấy. Khi các bạn trồng thì nó cao mà đạt tối đa thì nó phải vào tầm độ nửa mét cả nhà nhé. Nó phân rất là nhiều nhánh. Cũng có nhiều bạn trồng cây sâm đất để làm cảnh nữa vì hoa của nó màu hồng khá là đẹp. Cây thì thường ra hoa vào tháng 6 và tháng 7, có quả vào tầm độ tháng 9 và tháng 10. Về cái tác dụng của cây sâm đất thì cây sâm đất thì sử dụng để chữa rất là nhiều bệnh. Các cái bộ phận để làm thuốc đó là thân này, rễ này, lá này. Cây thì có vị ngọt, tính bình, chữa đau răng, đau bụng, cảm mạo, gan, huyết áp. Bồi bổ cho cơ thể khi suy nhược, ra nhiều mồ hôi, kinh nguyệt không đều, thiếu máu. Trong dân gian thì thường dùng cái củ sâm đất để ngâm rượu uống. Lá sâm đất thì nấu canh giúp giải nhiệt, làm cho mát gan. Về cái cách trồng cây sâm đất thì không khó. Đấy, khi các bạn mua hạt giống hoặc cây giống, ví dụ các bạn mua hạt giống thì các bạn sẽ gieo bình thường như các loại rau khác thôi. Còn khi mà các bạn mua cây giống thì hiện tại ở bên nhà vườn thì cây nó đã xong bầu này, có rễ đầy đủ rồi. Các bạn rạch cho mình cái bầu này nhé, rạch ra. Nhưng mà cẩn thận khéo làm vỡ bầu thôi. Đấy, các bạn trồng và chúng ta để ý là đất nó phải tơi xốp, thoát nước. Đấy. Khi các bạn thu hoạch thì các bạn cắt bớt lại cái phần gốc này nhé, thì để cây đẻ nhánh để chúng ta tiếp tục thu hái của lần sau. Ở trên đây mình vừa giới thiệu với các bạn về cái công dụng của cây sâm đất. Đấy, các bạn ấn đăng ký kênh của nhà vườn để theo dõi được những cái video tiếp theo. Xin chào.